Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. Hello cả nhà, mẹ em đi làm bên này cả nhà này. Hôm nay em cả lạc mẹ em chiên rồi em lại sụt đàn được mặn cả nhà. Cái này cân thêm sau rồi tôm để con cái này em đổi trứng. Cái thịt mà ngay nổ hủ hóa con bây giờ em từng dòng của em đổ vào trứng luôn cả nha. Đó. Rồi bây giờ em bỏ gia vị này, em bỏ một tí ngò. Ngàn tí tỏi. Ngài chị hạt nêm cho tại vì mấy bữa thì cái kia em gia vị nha với lại tiêu. Bên tôm này thì em cũng bỏ một tí tiêu. Tí nước mắm. Cá ơi, nhị qua cá ơi. Em bỏ cá qua kia. Anh cắt cái đuôi đó. Ừ, cái đuôi này. Này sao cái chảo của em nó bự hơn cá? Có cái chảo nào to không, to hơn hả? Đuôi cũng vừa. Vừa. Đuôi cũng vừa. Nên là mua cái chậu to hơn chút. À, đẹp. Nhưng mà nó xấu đi con cá rồi. Chậu cũng tẩy cho cá rồi. Tại cái chậu này hơi nhỏ. Anh em bỏ cái hạt lên kia nó cả nhà. Cái chậu to hơn rồi được. Vậy là chúng cái chậu to hơn trong chậu này nhiều con cá. Em chiên xong rồi lạc này em làm em sụt nhiều nước mắm chiên là nước mắm cho con em nó ăn nó cả nhà. Cái sụt cha nó chưa chua chua nó ăn cả nhà. Rồi em chiên. Cho nó vàng. Cho vàng từ tới thì em cũng kiếm vàng gì cũng vậy. Đó, tự nhiên lấy luôn. Qua hai cả ngón nữa. Đang ngon nó còn tươi lắm hả ba? Tươi lắm, còn tươi lắm. Làm rồi, tươi lắm. Mới mua về. Thôi mới đi câu về. Mới đi câu về cả nhà ơi, nguyên 12 con cá, chục con cá luôn cả nhà ơi. Câu quá trời lạ luôn. Nó khét cho vui, cho cả nhà vui. Mà nấu ăn mà nó khét là ấy lắm. Nấu cho vui cả nhà ơi. Cả nhà thông cảm cho em nấu cá hoặc nấu đồ ăn mình lôi mình tám một chút cho nó vui cả nhà ơi. Mình cũng tám lần thôi. Tại cái bà này là bà tám nè, mình phải tám cho bà. Rồi bây giờ em bắt chảo lên để em xoa cân rồi cả nha. Em đậm chút trứng. Dạ thì em đổ trứng rồi cả nha. Đó nó trứng, có trứng. Trứng và thịt. Nên lên chảo đó, mấy người coi canh lên cái chảo cho em gì mà làm luôn. Tôi lạc nữa, em tìm cho em làm luôn đó. Bây giờ em chờ cả luôn cả nhà ơi. Đang chờ. Ok rồi. Dạ. Chờ trước thì chờ lên lần nữa. Chờ lên lần nữa. Nhất cũng chờ lên lần nữa. Và chắc để mà tắm cái chảo mà to to hơn chút thì không? Đường cá cho nó đẹp hơn. Để tắm cái đuôi cái đầu nó đẹp lắm. Rồi bên này em bắt chảo cái chảo em nặng nó cả nhà. Cho cái bọc qua đây cho nó nặng những cái
Bỏ vô cái bát cá này cả nhà. Ăn chưa? Lấy cái kia à? Để rồi, anh móc ra không có, anh để sẵn luôn đó mà. Cho nó em để ra, em sẽ đi ra, em để kia, em hát cái này, em để ra. Em sao tôm, cái hạt chỉ đem đổ ra cái gì ạ? Xong em sọc cho nghe cả nhà. Đi sau đó hôm nay là có món cá chiên và tôm với cần chả gì chả trứng hả? Và ba món luôn. Hôm nay không có ăn canh cả nhà ơi. Hôm nay ăn ngần ăn mừng ngần mốt súp hả? Ăn mừng mệt đi. Để ăn mừng trước. Nhân một đó chả nhân một nhân một. Chả ăn mừng trước để ăn lấy động lực. Ok, hôm nay ăn mừng trước 1100 suất nha. Chị em vô chảo này, học cơm nữa. Đúng rồi, thì cái chảo còn ngon thơm nữa mà. Hôm nay chị em đủ tự vô hao đó cả nhà. Cơm nó chín đã. Sao? Cơm này cả nhà. Nó chưa chín á, nó chín giờ là em không nể nó đâu. Tại nó còn sống em còn nể nó chút đó. Trong bếp mà cái gì mà chín rồi là em không nể. Em tha được không? Em cũng không tha cho nó. Tại vì nó còn sống em nể nó một chút. Tha cho nó một chút. Tí nữa chín rồi thì thôi khỏi tha, khỏi nể luôn. Bây giờ cái chân của em chỉ như thế ra rồi. Thì em sắp vô đây tỉnh tiêu. Còn cái bài ăn nữa thì phải tốn vô em bầu ở đây. Nè, tại nhà. Em sắp vô lại đi. Để em coi cả cho em tỉnh ra này, này chưa. Quá đẹp. Quá đẹp quá. Mình nhìn nữa. Cái này mình kia nữa là xong. Chính luôn. Lần sau anh đi có sẻ như vậy. Sẻ cả hai bên thôi. Sẻ như quả bằng này. Bây giờ em đổ vô ra bực, bây giờ em bỏ tỏi và hành của em thử cho nó thơm nha cả nhà. Bây giờ em thử tỏi, đó, em thử cho nó thơm. Em đổ vô ra hết cả nhà. Thử về cho nó thơm nha. Ăn cá nhìn dễ thương quá. Nhìn là muốn ăn nữa. Nhìn là muốn ăn là tại vì nó chín rồi, mình không tha nó được rồi. Không tha nữa ơi. Lúc này còn sống mình còn tha. Mình còn để yên cho nó, bây giờ là chính là tí là mình ăn thôi. Yeah. Rồi bây giờ tỏi của em vàng là cả nhà. Ngon quá. Rồi bây giờ em đổ một sốt vô rồi cả nhà. Sốt này có gì cả nhà? Cái này là ba muỗng mắm. Quá đẹp. Quá đẹp, màu mè, nhìn đẹp quá. Bây giờ em thêm màu cho nó tạo nước kịp luôn. Cho con gái em chan một chút nó ăn cả nhà. Bên sốt ca nhưng mà tài ca nó cứ chua chua mẻ mà ăn thích thì em phải làm như vậy cho nó ăn luôn. Bây giờ nó đẹp mắt đó đó hả? Rồi em lên chảo khác luôn đi. Trong khi nó bật lửa nhỏ. Bây giờ vô em nóng cho cả nhà nha. Bây giờ em đổ tận vào. Ngon không? Chào này chào mới luôn cả nhà ơi. Chào mới khui ra cả nhà. Em mới khui chảo. Mua cả mấy tuần nay là mới khui chảo. Nó còn chín luôn.
chả mới xuất ra đó. Bây giờ em đi nắp sơn thì cho cái thịt nó chín nha cả nhà. Đó, rồi. Bây giờ em đi nhỏ cho thịt nó chín từ từ. Chả mới xuất khẩu qua. Bây giờ anh là rắn bỏ cả đâu vào tủ đi á. Ok. This is sea bass. This is fish sauce. Ooh, zixling. Sea bass with fish sauce. So yeah, nice, yummy. Cả nhà ơi, bây giờ em chỉnh hết rồi nè cả nhà này. Đó. Cân xào tôm. Đổ chả trứng với thịt nha cả nhà. Còn cái này cả chiên nè cả nhà. Rồi bây giờ em múc ra dĩa nha cả nhà. Đó. Cả nhà ơi, bây giờ em nấu chín rồi nè cả nhà. Đó. Hôm nay nhà em ăn như vậy đó cả nhà ơi. Ngày nào cũng đi về cũng nấu nướng vậy đó. Đây nha. Cả cơm xào tôm với chả trứng. Bây giờ em bưng vào bàn nghe cả nhà nha. Lát nữa em quay tiếp cả nhà. Hello cả nhà, bây giờ em nấu lên em dọn lên bàn hết rồi cả nhà. Rồi hôm nay hello cả nhà nè con. Hello cả nhà. Rồi đơm cơm nữa con. Cả nhà ăn cơm. Từ từ đợi ba đơm cho con còn nóng. Đây. Vâng. Đi chén nè. Chén quá. Giỏi quá. Cơm. Chọc cơm. Chọc cơm. Con trang nước nữa đi để ba trang cho hay là con trang ba lấy cái muỗng trang cho em đi. Nè. Mẹ không bỏ tiêu bỏ đồ chứ mẹ sợ ngón tay nên mẹ không bỏ tiêu gì hết. Cơm với cá, sea bass. Rồi hả Nam mời cả nhà ăn cơm và con mời cả nhà. Con mời cả nhà. Wow, cá nè. Cá tươi quá cả nhà ơi. Anh mời cả nhà ăn cơm nha. Dạ em mời cả nhà ăn cơm luôn. Có còn sướng hay con nghe. Ngon quá. Thử đi. Vô kê. Dạ, trói với con. Nó dũng về da rồi, phải trói về cơm rồi đó cả nhà. Sao không cả cho mẹ ý kiến. Ok. Wow, ok là ngon hả con hả? Ok, yeah. Thì maybe. Thì maybe đó. Trời ơi là con tôi. Miếng tôm thôi cả nhà ha. Maybe là bình thường thôi đó cả nhà. Ngon. Cho miếng sốt. Dạ. Miếng tôm. Miếng gừng, miếng cá, miếng ớt. Miếng chả trứng đi là anh phải chạm vô miếng được xì dâu nữa nghe anh. Con mới phải chạm ngay xương không? Con bỏ đưa cái chén qua cho con bỏ. Rồi, đúng rồi. Cái này nó đụng vào cái vải cái ngoài nó xương nữa con. Vâng đấy à. Anh gấp ra bỏ riêng mấy cái dĩa cho con. Xương nữa. Đó. Mấy cái giá cho con nó ăn đụng rồi đó. Xương. Đó con. Ăn cơm như vậy là ngon tuyệt vời rồi nè cả nhà nha. Cái gì mà ăn cơm với cá là thấy ngon rồi đó. Đây miếng thi sờn trứng. Trứng nha cả nhà. Yeah. Miếng này. Đúng rồi. Cá thì ngon. Ngon. Lâu lắm dừ rồi, chắc cũng phải 2 năm rồi em mà đổ chặt trứng lại đó cả nhà.
Trời gợi mẹ. Mua đa hoa mà ăn có. Ăn miếng này luôn. Rồi. Cắm vô đây. Rồi, cưng bây giờ miếng cả tỉnh rồi. Ok, 85% là ok lắm đó con. Ừ, chừng nào mẹ đốt bếp của nhà hàng khi đó 100% con mẹ mình nấu ăn bình thường mà như vậy là ngon lắm rồi. Cái tôm nè. Như vậy là đối với mẹ là hạnh phúc đó con. Lạc sướng. Ừ. Lạc sướng thì 100%. Ok. Tôm, trứng. Chicken thì 100%. Ok con. Ngon. Cưng ăn ngon quá cưng ơi. Vừa vừa ngon, thơm, trứng, tôm, ớt, cay, đậm đà. Đậm đà khó quên hả nè. Cưng ăn chỉ nấp dừng quá cưng ơi. Ngon. Quá. Ăn gì mà hấp dẫn quá trời luôn. Đó ha. Có cá, có tôm, có trứng. À, có trứng. Rồi. Đầy đủ luôn. Ba loại luôn. Đó, ba loại luôn. Ok con, ba loại. Đó. Cá, tôm, trứng. Rồi. Vô. Rồi vào đụng đó con, vào cơm đó. Cơm, ngọt cơm ngọt ngon. Quà gì cưng ăn ngon quá cưng ơi, còn ngon không mà ăn kỹ thì ra. Quá chừng ngon. Phía dưới vừa ngon, phía ngay là đói. Ok con. Five, one, two, three, four, five. Ừ, ok con. Hồi mai ba quay vịt cho con ăn ha. Ok con. Ngon quá, đói quá. Ngon thì ăn nhiều vô, hai cha con ăn nhiều vô. Có xương á bạn á. Đây ba hẹp con kìa, có xương chứ. Không ok no rồi thì thôi không sao. Con đi lẹ. Thôi bây giờ này, bây giờ bye bye con, bye bye cả nhà là. Dạ, dạ. Bye cả nhà nha. Dạ em bye bye cả nhà luôn. Đó, gái em nó ăn no rồi cả nhà ơi.